Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam Nhật Bản trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đại sứ Yamada Takio nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Nhật Bản còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, công nghiệp cũng như sự tích cực của cả hai bên trong tham gia các hiệp định thương mại tự do và đặc biệt là sự kết nối ngày càng chặt chẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhận định đại dịch COVID-19 tiếp tục gây nhiều khó khăn đến quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đại sứ Yamada Takio đã dành phần lớn thời gian trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai bên trong thời gian tới. Bộ trưởng và đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam Nhật Bản, thống nhất sớm xúc tiến tổ chức kỳ họp này trong quý 3 năm 2021 để thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. Ngay tại buổi làm việc, căn cứ các nội dung cụ thể thống nhất với đại sứ Nhật Bản bộ trưởng nguyễn hồng diên đã phân công cụ thể cho các đơn vị liên quan trong bộ triển khai ngay các nhiệm vụ hợp tác những nội dung hợp tác này đi vào triển khai được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đóng góp phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản